mặc dù cholesterol là một chất béo quan trọng nhưng nếu cơ thể có quá nhiều cholesterol xấu sẽ làm tăng nguy cơ gây ra các bệnh như tai biến mạch máu não nhồi máu cơ tim thừa cholesterol là một trong những nguyên nhân trực tiếp làm gia tăng tỷ lệ các bệnh tai biến mạch máu não đột quỵ nhồi máu cơ tim bệnh mạch vành tăng huyết áp khi cholesterol xấu tăng nhiều trong máu sẽ dẫn đến sự dễ dàng lắng động ở thành mạch máu và gây nên mảng sơ vữa động mạch chúng gây hẹp hoặc tắc mạch máu hoặc có thể vỡ ra đột ngột gây tắc cấp mạch máu dẫn đến những bệnh nguy hiểm như nhồi máu cơ tim hoặc tai biến mạch máu não. Cholesterol xấu tăng có thể do yếu tố gia đình, chế độ ăn, thói quen hút thuốc, lười vận động hoặc liên quan đến các bệnh lý như tiểu đường, tăng huyết áp. Bổ sung cá. Các loại cá như cá trích, cá hồi, cá thu có chứa lượng axit béo omega-3 cao hơn. Chúng giúp tăng HDL cholesterol, chính là cholesterol tốt loại bỏ cholesterol xấu và là cơ chế chống sơ vữa động mạch quan trọng nhất. Các chuyên gia khuyên nên ăn ít nhất 200g cá béo, tương đương 2 lần mỗi tuần. Bổ sung sữa Một số người cho rằng, uống nhiều sữa có thể làm tăng cholesterol xấu và tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Nhưng những nghiên cứu mới đây cho thấy canxi trong sữa có tác dụng làm tăng cholesterol tốt, giúp giảm huyết áp. Ngoài ra, các sản phẩm từ sữa như sữa chua, phô mai cũng có nồng độ canxi cao tốt cho cơ thể. Bổ sung chất sơ hòa tan, các chuyên gia cho biết chất sơ bám vào các phân tử cholesterol, đặc biệt là cholesterol xấu và đưa chúng ra khỏi cơ thể qua đường tiêu hóa. Vậy nên, việc bổ sung chất sơ hòa tan có thể cải thiện mức độ mỡ trong máu, giảm huyết áp. Bạn có thể bổ sung chất sơ hòa tan vào bữa ăn bằng cách thêm trái cây và rau vào mỗi bữa ăn chính và bữa ăn nhẹ, trộn salad với đậu và bắt đầu buổi sáng với yến mạch nguyên hạt. Tránh đồ ăn chiên, nướng và thực phẩm đóng gói. Các loại đồ ăn chiên, nướng và thực phẩm đóng gói có chứa chất béo chuyển hóa, có thể làm tăng mức cholesterol xấu và giảm mức cholesterol tốt vậy nên bạn hãy tránh ăn thực phẩm chứa nhiều chất béo chuyển hóa như các loại bánh quy bánh ngọt bỏng ngô đồ chiên và bơ thực vật